mới đầu khám phá ra cái này là một người bạn tặng Duyên mật đó, mùa hoa hồng là chị rất thích. Của Tâm tặng chị hả? Dạ, chị Duyên rất thích là nằm trong ngâm bồn á, xong bỏ tí dầu mà tinh chất dầu mà có mùi hoa hồng, nó thơm mà nó rất là nhẹ. Thành ra cái này hôm bữa em thấy chị bẻ cái viên này bỏ trong bột tắm hả? Không, cái này thuốc uống chứ. Cái này xin lỗi, tôi cũng chưa xài sang lắm. Cái viên bỏ thường rất là cái viên mà nó có oil, bath oil. Thì đây là Hebora. Rồi bây giờ giới thiệu đến quý vị thêm một sản phẩm cũng công ty này. Là cái sản phẩm là collagen, quý vị thấy không? Collagen Enrich. Thì cái sản phẩm này đặc biệt đó thưa quý vị, là tại vì phải nói rằng là Kỳ Duyên thích là nó làm ở trong này có thêm 112 thứ trái cây. Ngoài ra cái chất collagen mà quý vị biết là collagen là ở bên Nhật vẫn là cái tốt nhất, thì nó gần giống như cái này là nó cũng cái dạng là cái nước damask, là cái nước rose, là cái nước hoa hồng đó. Nhưng mà nó đặc biệt là collagen và nó độc đặc hơn, nó có nhiều cái thành phần collagen hơn. Thì collagen trước đây chắc thì Duyên không cần nói thì quý vị cũng đã biết là làm có tất cả những tác dụng làm cho da mặt mình nó đẹp, làm cho nó nâng cơ. Và collagen là nó là một cái màng ở dưới da để nó làm cho cái da mình căng. Thật ra ai cũng nói là chị Kỳ Duyên ơi, cái bí quyết nào mà làm cho chị trẻ lâu rồi ở ngoài trông chị trẻ hơn trong video bla 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 đó. Thì nếu mà quý vị thật tình nghĩ là ở ngoài Kỳ Duyên trẻ hơn thì cảm ơn quý vị, nhưng mà thật sự đó là tất cả những cái Kỳ Duyên đã uống từ lâu, mình cứ bổ từ có nghĩa là chị hay nói với em là đẹp là phải đẹp từ trong ra ngoài. Yeah. Mình phải chữa từ trong, ví dụ như là nám. Những người bị nám thì mình phải uống những cái collagen này. Có nghĩa là nám, nếu mà nám sâu á là mình không thể nào bắn laser để mình nó hết được. Nếu mà nám cạn thì mình bắn lớp trên nó tróc ra thì nó sẽ trắng ra. Còn nếu mà nám sâu, những người mà nám lâu năm, nám sâu á, nám vô nội tiết tố thì mình phải uống cái nội tiết tố bên trong để cho nó trắng từ bên trong trắng ra, chứ không phải là mình bắn một cái mình bôi, mới như là mình cào cái lớp ở ngoài đi thì nó vẫn còn sâu, nó gọi là nám sâu. Mình rất là khó. Một là mình phải uống những cái chất bổ như thế, như giống như vậy. Em mở hộp cái này cho chị. Thì sorry chị cắt ngang, mình nói đúng, có những cái mình phải chữa cho. Và cái collagen này là thưa quý vị, đặc biệt đó là nó làm bằng cái thành phần nó gọi là collagen peptide, thành ra nó nhỏ hơn những cái collagen thường tới lại 1/60, gọi là cái phần tử so với cái collagen thường. Và nó là cái dạng nước, thành ra nó thấm nhanh và nó tác dụng nhanh. Thì thưa quý vị, một ngày đó quý vị chỉ cần uống một cái cốc này thôi, thành ra từ nửa cốc tới một cốc là đủ rồi. Yeah, thì thôi em thì Duyên tham đẹp lắm, thành ra Duyên uống một cốc thì nó là nguyên một cái chai này. Và cái chất collagen nó rất là tốt. Thì thưa quý vị, cái chai này đó là hiện giờ là bán là 3 triệu. Nó 2 triệu 380 Đúng rồi, toàn nói rồi. 2 triệu 380 ngàn là cái chai này. Và nó gọi là collagen enrich ha. Nhưng mà tại sao Kỳ Duyên đọc lộn là tại vì cái hãng này đó thưa quý vị, không bao giờ nó có sale. Nó chưa bao giờ có những chính sách sale, là tại vì thật sự mà nó cháy hàng bán không được. Thành ra Kỳ Duyên nói là Kỳ Duyên có để số là nếu mà quý vị nào muốn làm đại lý thì được, nhưng mà phải nói rằng cái mức độ mà mình mua đó để được làm đại lý nó rất là cao. Phải nói là cái phải mua rất nhiều lắm nó mới cho làm đại lý, là tại vì hàng nó có mà nó gần như là bán không kịp á, không bao giờ sale. Nhưng mà hôm nay vì Kỳ Duyên nói